Mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiki Pet Store. Đây là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, những cái kiến thức về thú cưng, đặc biệt là chó và mèo. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn một chủ đề có tên Cách chọn nuôi một con mèo. Bạn nào cần thức ăn cũng như phụ kiện dành cho chó mèo thì có thể ủng hộ mình nha. Nếu bạn xem video thấy hay hãy cho mình một like và một subscribe để mình có động lực để còn làm nhiều video hay hơn và hấp dẫn hơn nhé. Ở video này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về mèo, cách chọn nuôi một con mèo cho bản thân mình như thế nào. Video bao gồm các phần sau: lựa chọn mèo thuần chủng hay không, lựa chọn bộ lông nào, lựa chọn mèo để hợp với mình, nên nuôi bao nhiêu mèo con trong nhà, bạn sẽ nuôi mèo đực hay mèo cái, mèo bao nhiêu tuổi mới về nhà, khi nào nên đón mèo về nhà. Sau khi xem xong video, bạn hãy trả lời các câu hỏi bên dưới để biết được bạn sẽ chọn mèo như thế nào nhé. Lựa chọn mèo thuần chủng hay không. Trước tiên ta cần phải biết mèo thuần chủng là gì. Mèo thuần chủng là con của mèo cha và mèo mẹ thuần chủng trong cùng một giống. Lợi ích của việc chọn mèo con thuần chủng là bạn sẽ hình dung rõ nó trông thế nào khi nó lớn lên và đặc điểm tính cách của nó. Ví dụ, mèo anh lông ngắn rất dễ tính, gần gũi với người, an toàn trẻ nhỏ vì chúng có xu thế chịu đựng. Mèo con lai nếu cả hai bố và mẹ của nó là những con mèo thuần chủng nhưng khác giống. Trong trường hợp này, mèo con sẽ lớn lên giống một trong hai bố hoặc mẹ hoặc là cả hai. Ví dụ, mèo có đôi mắt màu vàng giống bố và bộ lông giống mẹ. Vậy thì, một con mèo con được biết như là không thuần chủng nếu một hoặc cả hai bố mẹ là con giống lai. Việc giống khác nhau về bề ngoài có thể bị pha trộn qua nhiều đời thế hệ, khiến khó mà đoán trước được bề ngoài mèo con trong cùng một lứa trước khi chúng được sinh ra. Vậy bạn sẽ chọn mèo thuần chủng hay không thuần chủng? Tôi sẽ có một video nói về thuần chủng của mèo và cách xác định gen của một phần hình dáng cơ thể của mèo, cụ thể là lông, màu mắt. Ví dụ, cách xác định màu mắt của mèo con khi lai với một con mèo khác sẽ như thế nào? Các bạn đón chờ xem nhé! Lựa chọn bộ lông nào? Dù bạn chọn mèo con thuần chủng hay không thuần chủng thì sự quan tâm bạn cần cho nó đều như nhau. Một trong những quyết định chính mà bạn phải làm là liệu bạn thích một con mèo lông dài hay lông ngắn. Ví dụ như bạn thích ngắm nhìn con mèo ba tư, song bạn có thời gian trải chuốt lông nhiều lần không? Và bạn chuẩn bị đón nhận lông con mèo sẽ rơi rớt khắp nhà chưa? Mèo khác nhau ở kiểu lông và độ dài của bộ lông, và còn khác nhau ở cách chăm sóc bộ lông của chúng nữa. Vậy thì phân loại theo bộ lông ta được như sau. Lông dài, những con mèo này trông rất ấn tượng với bộ lông rất dày và dài, đòi hỏi rất nhiều sự chăm sóc để giữ lông trong tình trạng tốt. Một số con mèo ba tư với khuôn mặt rất dẹt, nhìn xem, khó mà tự trải chuốt kỹ lưỡng được. Còn nếu không được trải lông hàng ngày thì cuối cùng bộ lông của nó sẽ bị kết dính, đan chặt vào nhau. Lông dài bán phần, những con mèo này có bộ lông dài nhưng không nhiều hay dày hơn mèo lông dài. Chúng sẽ có thể tự chăm sóc lông chúng rất hiệu quả, mặc dù chúng sẽ rất cảm kích việc giúp đỡ chút ít từ bạn. Lông ngắn, những con mèo này đương nhiên là có khả năng tự chăm sóc bộ lông của mình hết sức tốt và đòi hỏi rất ít trong cách trải chuốt lông. Tuy vậy, trải lông thường xuyên sẽ giúp giữ gìn da và bộ lông ở tình trạng tốt nhất và nhiều con mèo cũng thích được săn sóc. Vậy bạn muốn chọn mèo có bộ lông như thế nào? Lựa chọn mèo để hợp với mình. Một quyết định nữa bạn nên làm ngay từ đầu liên quan đến việc bạn mong có sự tương tác với mèo con tương lai của bạn ở mức độ bao nhiêu thì vừa. Vì mèo có tuổi thọ có thể lên đến 10 năm, nên bạn chọn cho mình một người bạn như thế nào để có thể chung sống với nhau tận 10 năm nữa. Tất cả chúng ta đều thích ôm ấp và chơi đùa, nhưng điều này có thể trở thành sự bắt buộc hơn là vấn đề của sự lựa chọn. Nếu bạn chọn phải một trong những giống mèo đòi hỏi nhiều sự quan tâm hơn, như con mèo xiêm chẳng hạn. Nếu sở thích của bạn khớp với một con mèo hơi lặng lẽ, đồng thời bạn vui khi thực hiện công việc trải lông thường lệ một cách chu đáo, thì có lẽ bạn nên quyết định chọn một con mèo ba tư thanh nhã. Một con mèo lông ngắn Mỹ hoặc Anh dường như cũng là chọn lựa của nhiều người. Những con mèo phổ biến này có tính không phụ thuộc và tự lực, cho nên sẽ kết hợp được tính dễ nuôi dưỡng với sự bầu bạn cùng tình bạn với con mèo. Lời khuyên ở đây cho bạn là, bạn nên lựa chọn mèo hợp với tính cách của bạn, nên nuôi bao nhiêu mèo con trong nhà. Bạn đang suy tính kiếm nuôi một con mèo về làm bạn với mình, hay là bạn sẽ nuôi hai con mèo? Nếu bạn nuôi hai con mèo song song thì có rất nhiều điều thú vị xảy ra đấy. Khó khăn ở đây là đồng nghĩa với việc tốn kém gấp 2 lần chi phí ăn uống, triệt sản, tiêm ngừa và một số thứ khác. Nói chung là tốn tiền. Những cái ưu điểm ở đây bạn sẽ thấy thú vị. Bạn sẽ chứng kiến nhiều tiết mục cư xử kiểu mèo hơn khi chúng chơi với nhau. Những màn trình diễn hàng loạt ngôn ngữ cơ thể trong những cuộc nô đùa hàng ngày. Và điều này mang lại một dịp tuyệt vời để xem chỉ đơn giản là chúng có thể cong mình dựng đứng những cọng lông khác nhau trên cơ thể trong những trận chiến nô đùa. Dĩ nhiên mỗi con mèo đều có cá tính riêng và không phải tất cả những con mèo con đều tăng động, ầm ĩ như những con khác. Trên thực tế, nếu một con mèo con hơi sợ sệt và im lặng, con mèo con ít rụt rè kia sẽ giúp nó giao tiếp và xử lý vài tình huống. Mà nếu để mình nó thì nó sẽ lẩn tránh.
Tình bạn bè đặc biệt sẽ giúp nó vào những ngày đầu tiên đến một ngôi nhà mới, khi mà tất cả đều lạ lẫm và sợ hãi. Nhiều người yêu mèo đã biết giá trị của việc có hai mèo con, đôi khi nó gây phiền toái gấp đôi, nhưng nhân tố vui vẻ là cũng là gấp đôi. Trong trường hợp bạn đi làm và bỏ chúng ở nhà, thì chúng sẽ tự chơi với nhau, không bị đơn độc. Cân nhắc cho ai mong muốn nuôi hai con mèo có lông dài là bạn phải bỏ sức thêm để trải chuốt lông cho hai mèo con. Đây là một quá trình tiêu tốn thời gian, không thể coi thường. Vậy câu hỏi tiếp được đặt ra, bạn sẽ nuôi mấy con mèo trong nhà? Bạn sẽ nuôi mèo đực hay mèo cái? Về vấn đề chọn giới tính, mèo cũng làm cho các bạn phải phân vân. Mèo đực có khuynh hướng khó kiểm soát hơn con cái và thiên về hung hăng, gây chuyện, đặc biệt là trong mùa sinh sản. Tuy nhiên, với đa số mèo con của chúng ta sẽ loại bỏ cái tính hung hăng này bằng cách triệt sản cho mèo con trước khi chúng trưởng thành về mặt giới tính, trước 6 tháng tuổi. Vậy triệt sản cho mèo có nên hay không? Tôi sẽ có một video nói về vấn đề này. Thật ra chẳng phải lựa chọn gì nhiều giữa hai giới tính, một khi chúng đã triệt sản thì hành vi, cách cư xử của chúng đều giống nhau. Nhưng cái quan tâm dẫn đến sự lựa chọn của bạn có nên đưa một con mèo mới vào một gia đình đã có một con mèo cũ rồi không? Trong trường hợp này, thường tốt hơn là hãy chọn con mèo có giới tính ngược lại với con mèo ở nhà. Vì sao lại như vậy? Nhằm loại bỏ yếu tố cạnh tranh về giới tính, như vậy chúng sẽ bớt là mối đe dọa của nhau, bởi do động lực cạnh tranh này vẫn có thể ảnh hưởng cho dù cả hai con mèo đã được triệt sản. Tương tự, nếu bạn đang có kế hoạch kiếm nuôi hai con mèo con cùng lúc thì có lẽ tốt nhất chọn ở mỗi giới tính một con hoặc cả hai con mèo đều là cái, để tránh nguy cơ đánh nhau tìm tàng, mà nguy cơ này hay phát triển ở mèo đực sau này, đặc biệt khi chúng đến giai đoạn phát triển đầy đủ về giới tính. Mèo bao nhiêu tuổi mới về nhà? Đối với mèo thì 8 tuần tuổi là tuổi tối ưu để về nhà mới. Tất cả mèo con ở trước thời điểm này đã va chạm với hàng loạt chuyện xảy ra, con người và các con thú khác để đảm bảo rằng chúng trở thành những con vật nuôi gia đình hòa đồng và tự tin. Nếu mèo con lớn hơn 8 tuần tuổi, bạn phải vô cùng thận trọng nếu không biết gì về lai lịch trước đây của nó. Nó có thể không được dạy dỗ đúng cách, có thể dẫn đến những vấn đề lớn về sau. Khi nào nên đón mèo về nhà? Khi nào cũng được, nhưng bạn lưu ý cân nhắc một số vấn đề sau. Bạn cần phải biết mèo bạn thuộc giống loài nào. Bạn cần phải học cách huấn luyện. Nếu như mèo nhà bạn không biết cách đi vệ sinh thế nào thì bạn sẽ là người hướng dẫn đấy. Nhà có người sắp sinh em bé và trẻ con, vì mèo thường có hành vi chạy nhảy, leo trèo khắp nhà và chúng có thể nhảy lên người em bé nữa, nên bạn hãy cân nhắc điều này. Cuối cùng là thời gian. Nếu bạn không có thời gian cho mèo thì bạn cần phải cân nhắc cho thật kỹ. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy cho mình một like và một subscribe, để mình có động lực còn làm nhiều video hay hơn và hấp dẫn hơn nhé.